Cơ hội duy nhất đầu tư vào dự án Blocklist, vòng SIP, kèo tiềm năng X100. BLS là coin nền tảng của dự án Blocklist Layer 2 trên Cosmos, sử dụng công nghệ ZK, giúp mở rộng mạng lưới và kết nối Web 2 với Web 3. Blocklist giành vị trí thứ 2 trong chương trình BNB Chain European Innovation Incubator. Dự án vượt qua 520 đối thủ với sự review kỹ lưỡng đến từ 18 đối tác bao gồm Binance Love, Binance Research, Polka Starter, Salut Security, WorkPay, MA Venture, được nhiều quỹ lớn đầu tư vào. NGC Venture, Outlier Venture, Delphinus Labs, Web3 Capital. Dự án tương tự Infura, định giá 14,5 tỷ USD, Alchemy, định giá 10,2 tỷ USD, Polygon, vốn hóa hiện tại là 12,5 tỷ USD. Giá mua IO trên Binance Launchpad 0,00263, giá cao nhất 2,92 gấp 1.110 lần, giá hiện tại 1,43 đô gấp 543 lần. Sở hữu token của Blocklist tại vòng seed round cùng với Unicorn Hunter Venture. Blocklist đạt số điểm thẩm định là 70,25 trên thang điểm 100, tiềm năng X100.